Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tổng hợp. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin phim Hướng Dương Ngược Nắng tập 62, Minh và Hoàng hiểu lầm các mối quan hệ của nhau. Minh thì cho rằng Hoàng đã có vợ con nên giữa hai người không thể có gì. Hoàng lại bắt gặp cảnh Phúc và Minh ôm nhau dưới sân nhà, đó là diễn biến Hướng Dương Ngược Nắng. Khi bà Diễm Loan hỏi con gái về mối quan hệ với Hoàng, Minh trả lời: anh ta có vợ con rồi nên con với anh ta chẳng có gì với nhau cả. Bà Diễm Loan đặt câu hỏi, phải chăng con gái bà bị Hoàng lừa, nhưng Minh cho rằng cũng không phải lừa vì thực chất cô nghĩ mình không thích Hoàng, cô chỉ tôn trọng anh ở một vài điểm như là hết mực yêu con gái, không bỏ bố khi khó khăn, nhưng không thích là mãi mãi không thích. Trong khi đó, ở diễn biến khác, Hoàng đứng từ xa nhìn thấy Phúc ôm Minh, ánh mắt có phần ghen tuông, thoáng buồn. Chắc chắn anh không nghe được nội dung câu chuyện của Minh và Phúc để hiểu rõ hơn ngọn nguồn. Thực tế, khi ôm nhau, Phúc nói với Minh, trước đây em từng nói với anh, bây giờ anh nói lại với em, nếu không làm người yêu thì anh không muốn mất đi những người em. Như bây giờ, anh chẳng còn ai ngoài em và thằng Trí, nên có chuyện gì phải nói với anh. Ngoài ra, với cách diễn của nghệ sĩ Vân Dung, nhân vật bà Diễm Loan tiếp tục tạo ra những thú vị khi bà ra mặt thích ông Quân. Bà bảo với con gái, không cho nhắc đến Hoàng, cho mẹ nhắc đến anh Quân nhé. Biết rõ tiếng mẹ, yêu đương thì lao đầu, không phân biệt chỗ đúng, chỗ sai. Minh khuyên bà Diễm Loan, con đã nói với mẹ rồi, mẹ và chú ấy không hợp ấy, mẹ cứ cố lao đầu vào thì sức đầu mẹ chán, thì ngồi đó mà kêu con. Nhưng bà Diễm Loan quan niệm tình yêu không lao đầu vào thì về sau chỉ có mà tiếc thôi, ở đời trong tình yêu phải khóc trước nên cười tê tết sau. Điều đáng chú ý ở Hướng Dương Ngược Nắng, Châu đã biết tình cảm của Ngọc dành cho Trí. Cô khuyên em gái, Trí không thích em mà tình cảm này của em chỉ mới bắt đầu thôi thì em nên chấm dứt đoạn tình này đi, tìm người nào phù hợp hơn với em ý. Từ bé đến giờ em được chiều quá nên em nghĩ đơn giản, em cứ thích và người ta thích em à. Nhưng mà trong tình yêu không phải như vậy, tình yêu giống như một phép tính, một vế bằng không thì tất cả sẽ bằng không, em không thể cưỡng ép tình yêu được. Song Ngọc lý luận, vì em không ra gì nên chuyện tình cảm của em cũng không đáng tin đúng không? Mọi chuyện đều có thể thay đổi được mà, giống như chị với anh Kiên thôi, hai người từng rất là yêu nhau, rốt cuộc vẫn bằng không. Các bạn đừng quên bấm theo dõi kênh để nhận được những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin ngày hôm sau.